Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 11 tháng 1 2024. Đầu tiên là chúng tôi rất là cảm ơn các vị đã cho phép mình ngồi nơi đây để sinh hoạt với đại chúng. Đây là cái niềm vui rất là lớn. Thứ hai là vì như lâu rồi mình không có cơ hội gọi là ngồi tâm sự chung với đại chúng như thế này. Và mong rằng là các vị có những câu hỏi rất là thiết thực trong đời sống tu. Hãy coi mình như là một người anh lớn đối với quý thầy quý cô nơi đây. Tất nhiên là tuổi tu của mình nó cũng khá lớn. Tuổi đời của mình nó cũng không nhỏ. Thế nhưng mà trong đạo thì chúng ta coi nhau như huynh đệ bình thường thôi. Cái vị thầy tôn kính nhất dù đã ra đi. Thế nhưng mà năng lượng cùng với trí tuệ công cụ vẫn còn có mặt nơi đây để nuôi dưỡng chúng ta. Cho dù các vị không sống trong vòng tay của tăng thân, như một số các thầy rời nơi đây ra đi. Thế nhưng mà các thầy ấy đều phải hưởng phước lành từ sư ông gia bị mới tồn tại được, mới sống sót được. Và không có gì hạnh phúc bằng mình sống trong đại chúng mà được nuôi dưỡng bởi đại chúng. Các vị mà nghe những cái điều sư ông dạy từ ở Phương Vân An, tức là nội viện Phương Khê, các vị mới thấy rằng là ông cụ bỏ ra rất nhiều thời giờ để xây dựng chúng. Có được một cái tập thể chúng như chúng ta nó không có đơn thuần là một ngày một bữa mà có được. Phật giáo truyền thống đã đi ngang qua tới 26 thế kỷ. Đời sống tăng già nó bị xói mòn bởi cái văn hóa xã hội hưởng thụ. Và chư tăng chư ni bây giờ đa phần nó không được nuôi dưỡng trong cái điều kiện tu tập. Cho vì nhìn quanh, nhất là nhìn tăng sĩ Việt Nam thấy ngay. Thế cho nên đời sống nó sa đọa là một, thế tưởng thụ là hai, không có lý tưởng tu là ba. Và quan trọng hơn hết là dường như đời sống tu họ không có niềm vui, không có hạnh phúc. Họ cứ nghĩ những chuyện rất là cao xa. Và ở một cái mức độ bình dị nhất đó là họ không cảm thấy được nuôi dưỡng trong đời sống huynh đệ, thương yêu nhau. Trong khi những cái điều này rất là dễ có mặt nơi những trung tâm tu học của sư ông nghe. Đôi khi các vị có những cái phiền muộn về huynh đệ của mình, nhưng mà kỳ thực những điều đó rất nhỏ so với hạnh phúc các vị có được từ tập thể tăng già nuôi dưỡng các vị. Mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu về bản thân mình thì các vị nghiệm ra thôi. Đời sống của mình giữa lòng đại chúng năm nay là 20, gần 22 năm. Vì 22 không gần, 2002 có mặt bên đây, vì 24, 22 năm. Những năm đầu có mặt ở đây thì mình sinh hoạt rất là gần gũi, do vì lúc đó mình cũng hơi siêng hơn già. Giờ già hơi làm biếng hơn. Trời lạnh thì ngồi thiền ở trên thất, ở trên phòng thôi. Nhưng mình có một cái cảm nghiệm rằng là dường như bao quanh đời sống mình, đó là cái sự thương yêu, quý trọng của các thầy dành cho mình một cái không gian rất là rộng để mình làm được việc của chính mình. Xin thưa với đại chúng rằng là không có gì hạnh phúc bằng người tu được làm cái việc chính của người tu nhé. Cái điều này các vị nhìn ba bên, các vị nghiệm ra rằng là có những người họ đi tu, họ xuất gia, nhưng họ không làm được cái việc của người xuất gia. Họ dành cái việc làm của người cư sĩ.
Có khi vì cái ăn, vì cái mặt, có khi vì cái tâm phàm nó sinh rất nhiều. Cho nên này lợi này danh nó bủa chặt họ, nó lấy mất đời sống họ. 70 tuổi có khi họ lăn xăng chạy vại kiếm tiền, kiếm cái ăn cái mặt. Thì thực rằng là nếu ta không tu thì thôi cũng chấp nhận như vậy. Sống và chết như chiếc lá nó rụng xuống rồi nó biến mất hư vô. Thế nhưng mà cái rủi là chúng ta đã là người xuất gia, thượng giáo pháp của Phật, có lý tưởng tu, có một đời sống là quyết lòng không để cho mình nó bị hủ mục theo với chiếc lá ủ. Thế nhưng mà để cho một đời sống người tu nó trôi theo cái chuyện phập phiều rất là tội nghiệp. Vì cái ăn, vì cái mặt, vì cái hơn thua, vì một chút nhỏ nhoi của phiền não và buồn phiền tháng nọ năm kia. Trong khi cái điều kiện tuyệt vời chúng ta thừa hưởng được nơi đây đó là chúng ta được sư ông xây dựng cho một cái dòng chảy tăng già, nuôi dưỡng được ta nghe, nuôi dưỡng rất nhiều hạnh phúc. Tất nhiên là không có một tập thể nào hoàn thiện cả. Bản thân chúng ta cũng chưa có ai hoàn thiện. Và cái khả năng của một người thông tuệ đó là không có nhìn vào cái bất hoàn thiện của pháp hữu, tức là những người bạn tu. Hãy nhìn những cái điều hoàn thiện của những người bạn tu á. Cái điều này nó mang lợi ích rất lớn, tại vì các vị nhìn cái điểm hoàn thiện của người đáng cho mình ngưỡng mộ, đáng cho mình tôn trọng á. Thì cái điều lợi ích đầu tiên là tâm các vị nó có những phẩm chất đó, có phẩm chất tốt, phẩm chất đẹp, phẩm chất lành, mình mới nhìn được cái tốt, cái đẹp, cái lành của người ta. Tâm mình nó tràn đầy ác pháp, nhỏ nhoi, mình không thấy những điều này. Mình chỉ thấy những người bên cạnh sao đáng ghét. Cho nên cái điều đầu tiên là khi cái nhìn của các vị ra làm sao, thì nó làm thành hạnh phúc hay bất hạnh cho các vị ra làm vậy. Và mình hãy nhìn những điều rất ư là tự nhiên, đó là đại chúng đóng góp cho mình, thương yêu mình, nâng đỡ mình, thì các vị cảm thấy rằng là không có một phút giây nào chúng ta không sống trong cái điều kiện của phước lành. Càng không có một phút giây nào không có niềm vui trong đời sống tu nha. Mà mình dùng một cái ví dụ rất nhỏ về bản thân mình thì các vị nghiệm ra ngay. Tất nhiên là nó có rất là nhiều những cái viên kim cương quý giá trong đời sống tăng già trao cho các vị. Mà đôi khi cái tâm của chúng ta nó còn mong manh, cái năng lực tu nó còn ốm yếu quá, mình chưa nhìn ra những cái đẹp đẽ mà cả một cái kỳ công của ông cụ đã gầy dựng để tặng cho các vị. Các vị có biết rằng những ngày lạnh thế này một ly trà rót ra nó bao nguội lắm, phải không? Thế rồi mình phát giác rằng là mỗi lần cái bình trà mình nó nguội, mình phải bắt cái lò xô lên, bật lửa lên đốt cái bình trà cho nó nóng, để có ly trà nóng cực quá. Mình hỏi thầy, thầy pháp hội, thầy có cái món gì làm cho cái bình mình nó nóng luôn để mình uống trà? Ông nói ông có sưu tập. Xin thưa đại chúng là dường như cái xóm trong sáng á, thầy nào thiếu bất cứ món gì tới thầy pháp hội đều có cả. Ông cứ lượm đồ của thầy cho ông để dành đó, cho các thầy cần tới xin thì ông có ngay. Thưa các vị, mình xin được cái món đồ thầy mình vui cả một ngày. Tại vì mình uống trà nó không có lạnh, mà mình ghét cái chuyện rót ly trà ra rồi ngồi nói đông nói tây làm điệu làm đàn, mới uống cái ly trà nó nguội mình không ưa nghe. Và một trong những vị thầy dễ thương nhất mà mình biết đó là thầy Minh Tuấn, rót ly nào uống hết ly đấy, uống cạn bình, thay bình khác rót uống nữa.
Và mình có thói quen như vậy cho nên mình rót ly trà ra và nó nóng cầm trên tay và để cái bình xuống. Thời tiết lạnh nó không làm lạnh là mình vô cùng là hạnh phúc. Mình biết ơn vô cùng. Và rất nhiều những lần mình thiếu món chi sinh thì Thầy Pháp Hội đều có cả. Các vị hình dung rằng là cái tập thể đại chúng của chúng ta, dĩ nhiên thì chưa ai chứng thánh quả A-la-hán đâu. Thế nhưng mà cái tâm lành là một, cái lòng yêu thương đại chúng là hai, cái sự hy sinh cho người là ba, dường như nhiều lắm nha, nhiều lắm. Mình nói như vậy để gom lại cái điều quan trọng là chúng ta là những người vô cùng may mắn. Trong cái xã hội người ta đang rượt đuổi về vật chất, hưởng thụ. Thế giới tu sĩ bây giờ nó rượt đuổi về cái chuyện là có văn bằng học vị, có địa vị thế nọ thế kia. Thế thì nếu mình đặt cái câu hỏi rằng là để làm gì? Thì ta đáp cách đơn giản là để tôi có được hạnh phúc, có cái niềm vui. Vì thực rằng có tiền cũng để gần đó việc, có sức khỏe để làm gần đó việc, có sắc đẹp cũng chỉ gần đó việc. Sống 200 năm chỉ để làm đó việc thôi, tức là để hạnh phúc thôi. Thế là nếu chúng ta mà khùng khùng, chúng ta đi cái kiểu đó thì chúng ta mất một đời mà chưa chắc đã có được niềm vui. Trong khi đó thì mình có quyền ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nói theo ngôn ngữ sư ông là hiện pháp lạc trú đó. Ta hưởng thụ những điều kiện mà quà tặng đó đã đến với ta ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thì thực rằng là đời sống tu của mỗi người tu sĩ chúng ta không làm cho mình an lạc được trong đời sống tu thì tội nghiệp lắm. Thôi về, mua bầy gà, trắng gà cho rồi. Tu làm gì? Mà tràn đầy bất hạnh. Và nếu ngay bây giờ mình chưa thể tìm được cho mình một đời sống rất là hài lòng đối với sự tu tập, thì thưa các vị càng già càng khốn đốn nghe. Càng già càng cô đơn, càng già càng trống vắng, càng già càng thui thủi ngược xuôi. Trong khi đó, ngay lúc này, dù cho các vị mới 20 hoặc trên 20 chi nữa, nhưng mà nếu các vị có được pháp lạc, có được niềm vui với pháp, các vị sẽ làm được điều tuyệt vời, đó là các vị sống nơi này cũng vui. Các vị rời chúng làng mai, các vị sống bất cứ nơi nào, các vị cũng trở thành niềm vui tự nội, tức là niềm vui từ trong tâm thức các vị đã phát ra. Và làm thành một sự cống hiến niềm vui cho nơi chúng ta đang ở. Điều thứ hai nữa là khi bây giờ chúng ta có được cái sự hỷ lạc nhất định trong đời sống tu, càng già đời sống người ta nó càng chắc lại, rắn lại, sắc nét lại. Nó không uổng danh là một thiền tăng. Đời sống chúng ta đều gọi là những thiền tăng nha, không phải là ông tăng lơm cơm. Sống hờ cũng qua ngày, thả trôi theo cái chuyện chìm nổi của vô thường. Nếu ngay bây giờ không làm được điều này, tức là không thiết lập được một cái nền tảng vững cho đời sống tu, thì càng già nó càng khó khăn cho ta. Tại già cơ thể nó bại hoại, nó suy thoái, tật bệnh, là mình rất là bối rối, phải cần có người quan tâm, cần có cái gì đó lấp đầy tâm thức. Tự nhiên tội nghiệp cho đời sống tu nghe. Cho nên ngay bây giờ cái điều kiện tuyệt vời là đang sống trong chúng, đang có điều kiện để tu, có sức khỏe để phát triển, có năng lực trí tuệ để làm dày cho cái năng lực học hiểu chánh pháp, truyền bá chánh pháp. Ngay bây giờ các vị làm được điều này, tuổi già các vị chơi với chính mình là một niềm phúc lạc. Các vị ngồi một mình không có chuyện trống vắng, các vị dạy học được, viết lách được, giảng pháp được, làm tọa chủ một sơn môn,
gánh phát đại nghiệp của Như Lai, tiếp độ người sau. Còn nếu bây giờ mình không thiết lập được trong điều kiện tuyệt vời đang có thì thưa các vị rất tội cho đời sống của người tu. Mất đi đời dễ lắm, kiếm lại đời sống không dễ đâu nghe. Và khi các vị có tu được ngay bây giờ thì có tương lai. Và cách đây lâu rồi, các vị có nhớ rằng là Tổng thống Bill Clinton, ông chỉ nhớ đọc diễn văn cho Ngài nhậm chức thì phải. Có một câu hay lắm, mình nhắc lại thôi. Ông nói rằng đất Mỹ không phải là cơ hội của các bạn. Nước Mỹ là sự lựa chọn của các bạn. Câu nói này, với chúng ta thì nó đi ra, nó sẽ được giải thích rất là nhiều cấp độ nghe. Xuất gia trong lần mai không phải là một cơ hội của ta, mà xuất gia trong chúng lần mai đó là một sự lựa chọn vô cùng quan trọng. Đời sống này không phải là cơ hội của anh, đời sống này là sự lựa chọn của anh. Anh có quyền vứt đời sống mình vô sọt rác, cũng có quyền làm cho đời sống này ngay bây giờ, ngay nơi đây phát triển đến chiều cao, đạt đến một con người hoàn thiện, đạt đến một vị trí của một vị thầy cao quý và đức hạnh. Cũng có thể cơ hội xuất gia thì có đó, nhưng mà cái sự lựa chọn anh là sống một đời phập phiều, ném cuộc đời mình vô ác pháp để làm một ông thầy không ra chi, đó là quyền lựa chọn của anh. Mình chỉ nói vài lời mở đầu để làm quen với đại chúng, để cho các vị lắng tâm và các vị suy nghĩ những vấn đề chúng ta trao đổi. Nhường thì giờ lại, chúng ta còn được chừng 40 phút, 10 giờ nghỉ. Dạ, con trong mặt sông, con cảm bạch ôn, con cảm thưa quỷ thầy, quỷ sư đại chúng. Dạ, thật ra thì con có bán câu hỏi lại. Nhưng mà con nghĩ là con giờ tổng thời gian của đại chúng, nên thật ra con chỉ đặt một câu hỏi thôi. Dạ, con cảm ơn ông, thì con xin đặt một câu hỏi là dạ, chúng con sống trong chỗ mà chúng con có những lúc cảm thấy khi mình là rất là mặc cảm và tổn thương khi mà mình bệnh và đang sống trong chỗ. Và mình cảm thấy mình không có giúp được gì cho chúng yêu, và mình cũng không có phòng sự được. Và chúng con rất là gì giúp đỡ và xin phép quý thầy sư cô cho con bây giờ chờ bệnh một thời gian, sau đó con sẽ quay lại. Nhưng mà sau đó thì vì nhà con phải riêng gì chuẩn bị việc không, mà ở Thái Lan cũng bị quý thầy sư cô cũng được cái đó. Sau đó là việc đỡ xin rơi chúng, và quý thầy sư cô cũng không có tiếp tục được. Nếu chúng con đường này cũng phải tăng thân thì chúng con phải thực tập như thế nào để chúng con khi chúng con bệnh nhưng mà chúng con vẫn tiếp tục tu học và đi cùng với tăng thân khi con đường này mà mình không có bị mặc cảm và tổn thương và mình cảm thấy mình rất là vì cảm nhận cho là chúng mắc hoặc là mình rất là bất kỳ và mình mắc bệnh gì đó là câu hỏi của con. Nhà con xin hẹn ở đây nữa, đặt ra cho chúng ta hai vấn đề đó nghe. Vấn đề thứ nhất là vấn đề của tự thân mỗi người thiền sinh ở đây, bệnh cùng không bệnh. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề của quy chế già lam đặt ra nữa. Đầu tiên mình nói về cái quy chế nhà Lam ngày xưa thì các vị có cái nhìn. Nhà Lam ngày xưa nó không giống chúng ta bây giờ, cái điều kiện sống nó không phải là rộng rãi. Nó không phải là chiều nhân tình giống như chúng ta hiện tại. Đa phần những lính mà tuyển vào để tu đó là những dân sống liều mạng, sống chết bỏ, coi cái bệnh nó dính chi. Và cái trường hợp nặng lắm thì họ xuống niết bàn được.
tức là xuống cái chỗ chờ chết á, mà tu để ra đi thôi. Không có cái chuyện lo lắng gì về cái chuyện hình hài, tật bệnh, ốm đau. Họ không có coi nặng về cái chuyện là phải trị bệnh, càng không coi nặng về cái chuyện là bố mẹ tôi bệnh rồi tôi về tôi chăm sóc. Dường như cái chuyện đó chuyện phù phiếm nha. Với thiền tăng ngày xưa, cái chuyện dường như chúng ta bây giờ quá ư là dễ dãi. Sống vì mình hơi nhiều, vì cái thân của mình nó quá nặng nề. Mà chưa đến đổi ăn cháo từng ngày, chưa đến đổi bò lê ra uống miếng nước, thì không có gì ghê gớm cả. Rồi tật bệnh, chung quy nó đa phần nó đều phát sinh từ tâm thức các vị chứ không phải từ thân. Cái nền tảng tật bệnh có khi nó không phải là từ thân của ta. Ý nghĩ của mình nghĩ rằng thân mình bệnh, thân mình yếu, thì có khi nó làm thành luôn cả một cái đời sống mình chỉ biết bệnh và yếu thôi. Không cách nào có được cái sự khỏe mạnh hết. Đây là cái nhìn từ cái quy chế già lam ngày xưa đối với cái cơ chế tăng già ngày xưa, rồi nhìn lại vấn đề chúng ta hôm nay. Thì các vị nghiệm ra rằng là dường như mình được ưu đãi hơi nhiều, cho nên mình ỷ eo cũng hơi nhiều nghe. Người nào càng đi khám bệnh, người đó càng bệnh nhiều. Mình nói nó không biết có xúc phạm các vị không, nhưng mà nó là như vậy nghe. Ai càng sợ bệnh càng bệnh nhiều. Không có gì tội nghiệp bằng ở đời, dường như người ta bị dụ hoạch bởi y tế và bởi cái truyền thông của xã hội. Ví dụ như ngay cái chuyện tiểu đường ngày xưa thì người ta đã không có quan tâm đến về cái chuyện già, mức độ đường bao nhiêu gọi là ghê gớm, xương bao nhiêu gọi là yếu nọ yếu kia. Và thưa các vị, có những người già cả đời họ không hề biết đến cái chuyện nha sĩ, cũng chẳng hề biết đến cái chuyện soi ruột soi gan chi. Thế mà sống hiên ngang, sống khỏe mạnh, sống tươi vui, cười thoải mái như tới 90 ngoài cũng vẫn cứ vậy. Tôi không nói chị ai sang, bà già tôi cả đời không biết bác sĩ là gì, không có chuyện biết bệnh là gì. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là đành rằng quy chế tăng già ngày xưa có khắc nghiệt như vậy, nhưng lại đặt ra được những người tu ngày xưa đủ lực dụng, đủ sức mạnh của thân và tâm vượt ngang qua vô vàn khó khăn, sống đáng sống, đóng góp được cho đạo. Chúng ta bây giờ thì được cái sự ưu ái vô cùng lớn của xã hội, của văn hóa, chúng ta trở thành cái người rất là ốm yếu. Dường như tu là tu nhưng mà cả đời cứ lo cho thân của ta. Hình hài nào chẳng bệnh, ai chẳng chết. Các vị nhìn coi thiên hạ có ai không bệnh không? Không. Có điều có những người họ bệnh, họ mỉm cười nhìn cái bệnh một cách bình thường và họ không có bận tâm, rồi bệnh nó đi qua thôi. Mình học cái điều này từ chính bản thân mình chứ không phải học gì của ai cả, không phải nói đây rồi gọi là ý mình lớn rồi có tiếng nói rồi quan trọng rồi nói này nói kia. Không. Bản thân mình ngày xưa, các vị hình dung rằng mình ở trên núi đó, một hôm một người cư sĩ bảo rằng: thầy à, tôi có lời khuyên chân thành là thôi thì về đi thầy, tại ở đây mà thầy chết thì đưa xuống núi trông cực lắm. Mắt của thầy còn thanh niên mà không còn có chút ánh sáng, mặt vàng như nghệ, không ăn cả tháng, một miếng thức ăn vô là mửa ra mửa vào. Và thậm chí là lúc bấy giờ thầy giặt thanh đó, thầy phải giặt áo, giặt sống cho mình, bưng cơm cho mình thì mình đâu ăn được. Cho nên dường như mình nằm trong bùn, ban ngày cũng nằm trong bùn. Tại xứ đó nó có ruồi, có muỗi. Thưa các vị, cuối cùng mình nhớ là dường như mình không có đi bác sĩ, chẳng hút thuốc bắc, chẳng làm chi cả. Lục trong kho tu viện, người ta có cái thứ cao đơn quần tán như đó, thuốc viên nhỏ nhỏ. Từ ở phương trời nào nó mang về, nó bứt cho một bao, rồi mình cứ lựa ra cái nào, cái này có thể uống được thì uống thôi. Và hứa với lòng rằng một lần lên núi tu là không xuống núi, chết thì chết ở núi thôi. Dù rằng người ta nói thế nọ thế kia, nhưng mà thưa các vị, mình chưa hề nghĩ đến chuyện là đi bác sĩ khám bệnh, hút thuốc bắc.
và không biết bệnh nó hết rồi nào. Cứ sống lay lắc qua ngày, cứ liều mạng tu, dường như là cái bệnh nó sợ mình. Điều này nó có thiệt nha. Cho đến đổi sau đó nhiều năm, các vị hình dung là mặt của mình nó như một dề cơm cháy, nó đen và nó nổi từng mụn nổi ra rồi thì nó liền thành một vết đen khắp cả mặt. Ban ngày mà thiên hạ lỡ gặp mình họ sợ như sợ ma, tại thấy mặt mình ghê quá. Và mình cũng không biết rằng là nó hết từ bao giờ. Và mình chưa hề làm cái chi để cho diện mục của mình nó khôi phục bình thường hết. Kệ nó ra sao, kệ nó không quan trọng. Từ cá nhân của mình là nói cho các vị nghe rằng là dường như cái quy chế nhà Lam ngày xưa nó rất khắt khe đối với chuyện đại chúng tật bệnh. Cho nên bây giờ một số các vị tật bệnh đi về dường như là cũng từ truyền thống của Thiền Tông ngày xưa, cho nên các thầy không có đặt ra cái chuyện là phải đi ve vuốt các vị, bổ về các vị về cái chuyện bệnh hay thôi đây tôi nuôi, dường như không có. Tại vì khi mình bệnh, nếu mình có lực dụng tu ạ, bệnh thì cứ bệnh, nhưng mà mình vẫn làm được một điều tuyệt vời, đó là mình tu tập làm cho năng lượng tu của mình nó trở thành một cái lực dụng tác động vào đại chúng, cho nên người ta cảm thấy không ngại ngần, cảm thấy sự có mặt của các vị không là một gánh nặng. Còn không bệnh cũng là một gánh nặng, đừng nghĩ tới bệnh nó là gánh nặng nghe. Mình không có lực dụng tu, cho dù các vị không bệnh, các vị khỏe, các vị cũng là gánh nặng của đại chúng, cũng là sự dư thừa đại chúng nữa. Đây là lời nói rất là chân tình nha, để cho các vị nỗ lực. Đây là điều thứ nhất. Mình nói là cái vai trò của trung tâm tu học của những già lao, đặc biệt không có quan trọng đến cái chuyện là ôm cái bệnh khư khư rồi rên từng ngày, dẹp nó đi. Điều thứ hai, thì thực rằng là nếu bệnh mà các vị còn có duyên mai á, các vị đừng có ngại ngần, các vị sống trong chúng, các vị cố gắng, các vị nỗ lực, tự nhiên là nó qua rất dễ. Điều thứ hai, cái sự nuôi dưỡng đại chúng thầm lặng vô hình, thấy dường như là không quan tâm, nhưng mà chính cái lực của đại chúng giúp cho các vị tu được một đời. Trong khi đó, một số vị vì lý do tật bệnh, sợ đại chúng khó khăn vân vân, ái ngại, về để cho bố mẹ nuôi, hoặc là về tìm mọi cách để hết bệnh, dường như ra đi rồi không trở lại. Cái điều này nó không phải là do cái chi khác, mà do phước lành của các vị không được bảo hộ. Ở trong chúng được chúng bảo hộ nghe. Còn nếu các vị rời đi, vinh vào cái lý do về trị bệnh, về để có một chỗ bình an để tu, dường như ra luôn đó, mất sinh mạng người tu đó. Đây là cái điều mình thấy rất rõ, dường như trong đời tu mình chứng kiến nghe, chứng kiến rất rõ nghe. Cho nên xin thưa, mỗi một vùng, mỗi một nơi, mỗi một trú xứ, nó có phước lành bao trùm cho con người nữa đó. Cho vì nhìn vào cộng đồng người Việt, những người già, họ báo rằng ở nước Mỹ buồn cho nên là về Việt Nam chơi thăm thú nữa đó. Đa phần về thì chết, bỏ mạng đó. Tật bệnh nè, tai nạn nè, vân vân. Tại sao? Rất nhiều tình trạng xảy ra nghe. Do vì mỗi một vùng nó có cái năng lượng lành của cộng đồng cư dân đó, người ta nuôi dưỡng các vị. Trong một đất nước, một cái nền văn hóa như vậy, tâm thức của cộng đồng dân cư nó lành như vậy, cho nên nó tạo thành đời sống phú cường như vậy. Một đất nước, con người tâm thức họ đầy gian trá, ác độc, nó tạo thành cái vùng năng lượng như vậy. Rồi từ cái điều đó các vị nhìn lại những trung tâm tu học cũng vậy. Có những nơi mình đặt chân đến, mình nghe nó mát rượi, mình cảm thấy là không cần tu, tâm mình nó bình an. Có những chùa viện các vị đặt chân tới nghe lòng nóng bức. Từ từ điều này các vị nghiệm ra rằng rời một trung tâm tu, mình đánh mất đi cái vùng quang phổ của Đức Phật, của Chư Tăng,
đã phổ xuống để cứu độ đời sống mình nghe. Ở một trung tâm như vậy, thừa hưởng phước điền của không những của chư tăng và của thập phương tam bảo gia hộ ạ. Cho nên trong vô hình, người nào rời trung tâm tu học về với lý do tật bệnh thì một điều xin nhắc lại nơi đây là coi chừng các vị không thể kéo dài được đường tu. Vinh vào cái này cái kia, cuối cùng các vị rời cái vùng quang phổ, tức là cái vùng quang minh của chư Phật đang chiếu sáng đời sống các vị. Thì coi chừng các vị mất đi cái cơ hội ngàn vàng của một đời này làm tu sĩ. Mời, hãy tiếp. I have a very simple question. Can you tell us a little bit about your teachers even before Thai and what you learned from them? Yeah, con bạch đô là câu hỏi của xem. Nhất thiên con bạch đô là các vị thầy cô, những người đi trước mà ông đã từng theo học trước khi mà ông được mời về với chúng lành hoa. Thưa thầy kể một chút về các thầy của ông trước. Ờ. Như rồi thôi ha. Thưa quý thầy cô là cái vị thầy bổn sư của mình rất là nhà quê. Dường như ông cụ chất phác. Nói theo ngôn ngữ nhà quê đó là một lão nông chính hiệu. Lão nông chính hiệu. Bổn sư của mình. Thế nhưng mà cụ lại có những điều dạy cho mình học. Cho tới bây giờ nó trở thành cái nhân cách của mình. Cái tính cách tu của mình. Điều thứ nhất là mình đã biết tỏ thiền ngay từ thuở bé thơ. 6 tuổi mình đã tỏ thiền. Tại ông cụ mình là môn đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên cái chuyện tối ngồi thiền một nửa giờ đồng hồ là chuyện bình thường á. Và mình được dụ dẫn rằng muốn học cho thông minh, trước giờ học á, phải tỏ thiền, mỗi tối phải ngồi tĩnh tâm. Cái từ của dân miền quê ngày xưa không biết cái chữ tỏ thiền là gì. Hành chỉ dùng cái từ là ngồi tĩnh thôi, tức là ngồi để lòng cho yên, cho vắng, cho lặng lẽ, đừng có nghĩ đông, nghĩ tây, đừng có buồn vui hờn giận. Và mẹ của mình lúc đó cùng với bà cô, bà ngoại, bà nội, vân vân, họ thấy thằng bé mới có 6-7 tuổi thôi. Tối nào cũng ngồi xếp bằng, mắt thì trợn tròn lên, nhìn lên tượng Phật thôi, chứ còn chẳng biết nhắm mắt là gì. Họ trêu. Họ tới họ trêu, họ cười, họ chọc. Nhưng mà chọc là chuyện của họ, mà mình ngồi bình yên là chuyện của mình. Điều thứ hai nữa là mình được nuôi dưỡng trong môi trường cũng khá là vui. Đó là bà nội mình cũng nhà quê, nhưng bà dạy rằng là con à, tất cả chữ viết đều là chữ viết của Thánh Hiền. Cho nên đi đâu gặp chữ viết á, không được dặm nha. Một cái miếng sành thôi mà có cái chữ nho trong đó cũng là chữ của Thánh Hiền. Cho nên phải trân quý ạ. Phải lượm về để nơi gốc tre đàng hoàng để người ta đừng dẫm đạp. Tự nhiên nó tạo thành một cái sự ngưỡng mộ đối với chữ nghĩa, đối với văn học. Có điều ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng mà cái phước lành của mình nó không đủ để học cho nhiều nghe. Cho nên học lơm cơm thôi. Đủ chữ viết, chữ đọc là thôi, được rồi. Thế nhưng mà tới chuyện mình vô chùa thì lại có cái duyên may là ông thầy mình cũng nhà quê như vậy. Mỗi sáng săn quần đi cấy lúa. Thế nhưng cụ dạy điều đơn thuần là thế này. Mỗi món trong chùa đều có thần giữ gìn, cho nên con thỉnh chuông nè, con lật trang kinh nè, con cắm cây hương nè, con bưng ly nước cúng Phật nè, con phải làm cho thật là cẩn thận. Điều thứ hai, vô cùng quan trọng là làm cái món chi rồi, người ta để ra làm sao, để ra làm vậy, phải y như pháp hành trì. Cái từ cũng dùng đó là y như pháp hành trì.
để đôi dép, phải đoan trang, phơi cái áo, phải đàng hoàng, máng cái khăn, phải bằng phẳng, bưng ly trà, rửa cái chén, vân vân. Thậm chí là mình chặt củi, các vị cũng biết rằng là đầu gốc để theo gốc, ngọn để theo ngọn, bó đàng hoàng, vét dọn đàng hoàng. Tưới cây cũng cây nào hôm nay tưới trước thì hôm sau cũng phải tưới cây đó trước. Và mình cứ làm một cách rất ư là cẩn trọng như ông cụ nhà quê dạy thôi. Mình đâu biết rằng đó là một phương pháp chánh niệm ngay từ lúc mình mới tu nghe. Thưa các vị, tự nhiên nó hình thành một cái nhân cách. Và sinh hoạt trong tăng già, mặc cái áo, quấn cái khăn, đặt đôi dép, để ly trà, rửa cái chén, làm mọi việc. Cái sự tương tác chánh niệm dường như không phải là cái chuyện mình cần học, cần làm. Và chưa bao giờ mình để một đôi giày so le. Chưa bao giờ thức giấc bền màng gối chiếu không tươm tất, không đoan trang mà rời khỏi giường. Mà dường như cho tới hôm nay dường như mình chưa làm bể cái chén nào, chưa bể cái ly nào. Quá ra cái chuyện tu, thưa các vị, mình học với các vị thầy không dạy chi nhiều, nhưng mà cái điều quan trọng là dường như mình làm được những điều vô cùng giản dị các thầy dạy. Nếu các vị không tin thì các vị cứ rình mình thử biết. Mình hơi kinh ngạc, mình thấy cái chỗ các thầy đi vào đi ra, cái cửa các thầy cứ không đóng. Các thầy đi ra đi vào dép để ngổn ngang, và mình chưa bao giờ làm một việc như vậy. Dù gấp bao nhiêu đi nữa nhưng mà cũng để đôi dép đôi giày cho đàng hoàng. Dù để đôi dép mang trong nhà lẹp xẹp đó, bước ra đổ sắc trà thôi, nhưng mà nếu thấy chiếc dép so le là sửa lại đàng hoàng trước khi bước ra đổ sắc trà rồi mới đi vô. Chưa bao giờ có một việc làm mà không cẩn trọng. Và thưa đại chúng rằng là khi các vị làm được điều này thì các vị thấy dường như là tâm thức các vị nó không có lông bông, không có ngược xuôi, không có lo ra. Các vị cũng chẳng cần tu bao nhiêu, chẳng cần dũng công gì nhiều, nhưng mà dường như cái sự bình an nó tự rớt xuống mình chứ không phải mình đi tìm bình an đâu nghe. Người ta hình dung rằng mình già hơn chút, 70, 80, mình làm hòa thượng đi. Thế là mình đi tới của nhà người ta, mình cư xử vụng về, mình vung vãi đủ thứ. Mình vô cái lavabo người ta, mình rửa mặt xong rồi nước nó vung vãi đầy. Sử dụng ra rương xong rồi, thế mà gớm. Thế thì, thưa các vị, cái loại này vô văn hóa đó nghe. Đừng nói cái chuyện người tu mà có mặt như vậy. Nếu các vị còn chưa xử sự được một cách có văn hóa đối với đời sống của người tiến bộ, thì các vị đừng hòng bước vào thế giới người tu để tu tập chánh niệm. Đây là điều thứ nhất, học từ vị thầy rất nhà quê và học từ gia đình mình từ bé. Cái chuyện tương lai của mình rất là dài cho nên mình không muốn nói. Thế nhưng mà cái điều thứ hai mình muốn nói rất là quan trọng cho đại chúng, nhất là một số các thầy cô trẻ nơi đây biết. Cái học nó không đến từ các thầy. Có thể các vị xuất gia từ những vị thầy nó không có hoàn thiện, không phải là thiền sư. Thế nhưng mà cái học của một vị tăng sĩ nó là cái học mở ra đến vô biên. Học đó là một biển lớn, các vị học không dừng nha. Các vị nhìn một số các thầy đến đây, nhìn thấy họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, các vị đã học được cái cách của người ta. Các vị nhìn vào cách cư xử của một số các em, nó mới xuất gia thôi. Các vị cũng học được những điều vô cùng lành thiện, tốt đẹp nơi các em. Các vị nghe người ta nói chuyện, các vị cũng có thể học được cái cách người ta trình bày. Các vị đọc một trang sách, các vị cũng học được những cái câu rất là gãy gọn để có thể nói năng. Và với một người tu, dường như cái học nó không đơn thuần gói trong cái phạm vi là học pháp, gói trong phạm vi là học với chư Tăng Ni hay với thầy.
mà gói trong đời sống của ta tiếp xúc từng ngày với cư sĩ Phật tử, tiếp xúc từng ngày với mây trời bay, với chiếc lá rụng, và tiếp xúc với từng ý niệm đang sinh, đang diệt trong tự thân ta, với những buồn vui đang sinh ra trong ta, cũng là những bài học để chúng ta, từ đó chúng ta thiết lập cái nền tảng để tu tập. Cái rủi ro của mình đó là mình ngồi ở cái bàn mình đó, có cái cửa sổ mình nhìn cái con đường đi vào đi ra của các thầy kỹ lắm nghe. Các thầy thì không thấy mình, nhưng mình thấy từng thầy đi ra đi vô hết, từng cư sĩ đến và đi. Do vậy cho nên nhìn bước đi của các thầy, nhìn phong cách của các thầy, nhìn các thầy sử dụng cái thì giờ rảnh rang đó, đôi khi mình rất là ngưỡng mộ. Mình thấy có một số can vị mới xuất gia, thế nhưng mà họ xử sự thì giờ rất đẹp. Họ dành cái thì giờ không có thời khóa đó, họ thiền hành thôi, họ đi vào đi ra thôi. Mình vô cùng ngưỡng mộ. Đây là những người biết tu ạ. Và mình nhìn từng bước chân của một số các thầy, mình cũng rất ngưỡng mộ. Tại vì các vị có thể là nội tâm nó vẫn chưa có đạt đến thánh vị, nhưng mà các vị đã biểu lộ được cái nhân cách của ông thầy tu rất là đẹp, đủ để cho cư sĩ người ta về đây ta ngưỡng mộ. Thực ra cư sĩ về đây họ tu, các vị họ không cần các vị dạy. Các vị đi vào đi ra, nói năng cư xử đủ để làm niềm cảm hứng cho ta tu rồi nghe. Ta cư xử với nhau như thế nào thì điều này nó tác động vào tâm thức của người đến với ta ra làm vậy. Điều vô cùng quan trọng ở đây là ta cư xử với người ra làm sao thì nội tâm ta ra làm vậy nghe. Cái điều này không có giả vờ, không có đóng kịch được. Nó là lẽ tự nhiên thôi. Có cái gì trong bụng của anh biểu hiện ra hết thôi. Sống với nhau chừng nửa ngày giấu nhau được. Sống với nhau 5-3 ngày tự nhiên là người ta hiểu nhau rất rõ nghe. Thế cho nên cái điều cuối cùng mình xin trả lời để đóng góp đó là xin đại chúng lưu ý cho. Cái chuyện trưởng thành của một con người, trở thành bậc thầy, nó không phải là cái chuyện được nuôi từ ai. Đành rằng điều này rất cần. Thế nhưng mà cái chính đó là ta tự nuôi mình từng ngày một, từng ngày một. Ta tự nuôi mình từng giây phút một, nhưng phải từng ngày. Đời tu mà nếu không trưởng thành từng giây phút thì đánh mất đời tu đó. Một phút trôi qua là một phút của sự trưởng thành. Có hai điều nó xảy ra thôi. Một, cái sự trưởng thành nền tài này thì nó theo với tháng năm để nó chìm vào cát bụi. Hai, sự trưởng thành của đức hạnh, của trí tuệ thì nó theo với tháng năm mà nó dựng lên, nó chiều cao, thâm sâu ở chiều đứng nha. Cho nên các vị, nếu tồn tại thì ta chỉ sống qua ngày để đợi cái chết. Nếu muốn trưởng thành thì chúng ta phải trưởng thành đời sống tu tập, đời sống trí tuệ, đời sống nhận thức. Điều này đó là một món quà tự mỗi người phải tìm tòi và làm giàu có đời mình, theo ai cho được. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính bạch cô, cùng kính thưa đại chúng, biết ơn cô còn đứng một hai năm vừa qua ở lập viện của chúng con, có những sự ăn sự chạy sự em của con, trong đó cũng có con có những cái vụ về với cô. Nhưng mà lòng ô rất là rộng và ô mất được, ô bỏ qua được để dù những người đó đến rồi đi, nhưng ô đã ở lại với chúng con, có mặt cho để chúng lòng nguyện trong suốt 22 năm qua. Và điều đó làm cho con rất là biết ơn và cảm kích. Dạ, con kính bạch ông, con xin ông chỉ dạy thêm. Cái này nó là một cái thưởng thức trên con, thành ra có thể
cái cách con hỏi nó là giọng nó chưa có rõ. Thì ngày xưa khi mà sư ông còn sống thì sư ông luôn luôn nhấn mạnh về vấn đề tu học, và cùng lúc truyền thống của mình là đạo Phật giáo thờ. Thì cũng có những khi mà sư ông khởi xướng những khóa tu thì có những vị học trò cũng có tiếng mà mình đi ra ngoài quá nhiều. Nhưng dù gì đi nữa, sư ông vẫn là một cái điểm, một cái trung tâm điểm, một cái điểm sáng mà tất cả chúng con đều hướng về. Và sư ông sướng thì chúng con sẽ hòa và không hề có dáng cái sự nghi vấn hoặc là than phiền nhiều. Nhưng mà bây giờ thì sư ông không còn cái thân xác này nữa, thì chúng con những vị lớn, gọi là lớn trong chúng cũng không lớn được bao nhiêu, cũng không cái tuổi đạo cũng khác gì lắm. Thì con nhận thấy là những vị lớn không phải là cái trung tâm điểm của đại chúng, thành ra cái trung tâm chúng nó sẽ có nhiều cái khuynh hướng cái nhìn sẽ khó hơn. Thứ nhất, và làm như thế nào để chúng con có thể tiếp tục được sống, nghĩa là đi sâu vào sự tu học và cũng có thể tiếp tục dấn thân. Hai điều đó không có sự âm chúng con có thể đi cùng lúc được hay không, hay là phải chọn một hay là cái kia, nó chấm trái như thế nào, thì đó là không thể nhận vị trong chúng. Phải nhất là nhận vị mà gọi là lớn hơn, phải có những cái cẩn trọng trong đó. Thì con kính xin cùng chỉ dạy thêm cho chúng con. Thưa quý thầy cô, đây là cái vấn đề không có riêng cá nhân của một trung tâm chúng ta, mà nó là cái vấn đề định hướng cho cái sinh hoạt phát triển của dòng tu. Cái may mắn chúng ta đó là sư ông thiết kế được một cái sinh hoạt tăng già hài hòa giữa hai lĩnh vực nhé. Một đó là lĩnh vực độ sinh, tức là nói theo ngôn ngữ sư ông đó là lĩnh vực nhập thế. Hai đó là cái sinh hoạt tự tu. Cái điều này mình nhìn về cái mặt tích cực thì các vị nhìn ra ngay. Thực ra không có một cái trung tâm nào của sư ông xây dựng mà nó ở giữa lòng phố thị lao sao cả. Nó có một không gian nhất định để cho các vị tu tập trọn vẹn. Và cái điều quan trọng hơn nữa là chư tăng của chúng ta, dù như tất cả trung tâm, không có nặng nề về cái chuyện cơm áo gạo tiền, chạy vạy ngược xuôi, lo buôn lo bán, lo kiếm gạo kiếm tiền để sống qua ngày. Cái điều thứ ba đấy là cái tổ chức của sư ông để lại nó rất là hoàn thiện. Một cái minh chứng là các vị có thể nhìn ra rằng là các nơi khi một vị trụ trì ra đi rồi thì cái tình trạng xung đột nội bộ rất nặng, huynh đệ họ không chấp nhận nhau và họ có thể giành nhau vì cái chùa chức vụ tan tác hết. Thế nhưng mà nơi đây thì điều đó không xảy ra. Nơi đây thì các vị nhìn ra rằng là các thầy các cô lớn đều có một cái vai trò nhất định là nuôi dưỡng, bảo bọc, bao dung. Cái điều cũng quan trọng không kém đó là cái sinh hoạt của những trung tâm sư ông ở Mỹ hay ở nơi đâu vẫn phát triển rất là đều, các thầy vẫn hành đạo. Và uy tín của sư ông để lại cùng với những trung tâm hoạt động nó vẫn phát triển, không vì lý do sư ông vắng mặt mà nó bị đứt quãng, bị teo nhỏ lại. Từ cái nhìn này thì chúng ta nhìn lại rằng là đành rằng khó có thể làm được một điều, đó là vừa tổ chức cho nội lực tu mình hùng mạnh, vừa làm được cái điều là đạo Phật nhập thế như sư ông. Thế nhưng mà các vị cũng phải nghĩ lại điều thứ hai rất quan trọng, đó là chưa có
Tự lực nào không có tha lực, chưa có công trình tu nào, chỉ có thuần tu mà không có cái công trình tiếp xúc với nhân gian mà tồn tại được. Các vị thiền sư ngày xưa xây dựng nhà lam trên núi vắng, chưa hề cắt đứt cái liên hệ của xã hội nghe. Đều có những vị quan chức triều đình, đều có thập phương thí chủ cúng dừa, đều phải làm một việc rất tự nhiên, đó là tiếp xử Phật tử tín đồ để tồn tại. Tại vì ta không tự làm ruộng, ta không buôn bán, ta không bán đồ chay. Cái việc sống còn ở chúng ta đó là cái sinh hoạt tổ chức, những cái sinh hoạt tu cho người ta đến mình, người ta tu. Thế cho nên mình vinh vào cái cớ rằng là để trọn vẹn thì giờ tu thì coi chừng bị khập khiễng. Khập khiễng thứ nhất là tu không tiến bộ. Tại vì mình tưởng rằng là đóng cửa không tiếp xúc ai mà tu được ơi, chưa chắc. Tại sao? Điều thứ nhất là các vị tự nhiên cảm thấy rằng là dường như cái công phu tu của mình nó lâm vô cái tình trạng buồn chán. Thứ hai là văn hóa nơi đây, nhất là các em mới xuất gia, nó chưa quen với cái việc là độc cư thiền tịnh, nó cần có một cái sự nhất định nó đóng góp. Cho nên thiền sinh tới với ta tổ chức những sinh hoạt tu thấy chừng như là nó có mất thì giờ một chút, nhưng đó là cách nuôi dưỡng tốt nhất. Nuôi dưỡng về cái điều kiện vật chất thì ta không bàn bạc, chuyện đó là chuyện thứ yếu, nó phải tự nhiên thôi. Nhưng mà nuôi dưỡng ở đây đó là tự nhiên. Khi mình đứng trước những người cư sĩ Phật tử tới, chịu sự hướng dẫn mình tu, vô lý mình là ông thầy tu lơm cơm được ư? Tối thiểu thì mình phải có khả năng truyền đạt cảm hứng sự tu tập, dạy dỗ người ta pháp tu. Và cho dù ta tu chưa thiệt, ta đóng kịch vào những ngày tu thôi, thế nhưng đâu biết rằng những điều đó nó lại nuôi dưỡng ta rất là lớn. Do vậy cho nên đừng nghĩ rằng là chỉ có thuần tu thì mới duy trì được sinh hoạt. Không. Các vị phải cân bằng, phải hài hòa. Tự giác sư ông thiết kế cho một cái sinh hoạt tu chúng ta nó rất là hoàn thiện, giúp cho các vị vừa tu là một, vừa sống sót được mà không cần phải chạy vạy ngược xuôi cơm áo gạo tiền là hai, vừa nuôi dưỡng nỗ lực tu mình là ba khi các vị tiếp xúc với cộng đồng Phật tử nha. Hình dung rằng chưa có người Phật tử nào họ đến với chùa họ ăn quỵt của chùa cả. Điều thứ hai nữa là họ đến họ đều gieo cái chủng nhân lành. Có khi họ đến một lần họ đi mất 5 năm nhưng mà đâu biết rằng tâm bồ đề họ phát từng ngày. Cái vấn đề còn lại đó là thưa các vị, mình làm thế nào để có thể vừa tu tập, vừa đóng góp và vừa làm cho nỗ lực mình nó sung mãn. Đây là vấn đề chính nha. Vấn đề này dường như nó không phải là vấn đề đặt ra cho cái quy chế tổ chức làm được. Tại vì quy chế tổ chức căn bản là đặt trên cái nền tảng tâm thức rất phổ thông, rất bình thường. Cho nên, cái điều đặt ra nơi đây là một số các thầy cô lớn, và mình nghĩ rằng là chưa có trung tâm nào có được quý thầy cô lớn nhiều như Lộc Nguyễn. Hãy nhìn cái hàng chữ nghiêm, hàng chữ pháp, các vị nhìn ra ngay nha. Và cái vấn đề mình nói là cái vấn đề rất là cá nhân nỗ lực thôi. Mỗi vị giáo thọ nơi đây, mỗi vị chữ nghiêm, chữ pháp nơi đây, các vị nên biết rằng các vị là những vị đệ tử lớn của sư ông hiện tại. Các vị nên làm một điều đó là tự mình nuôi dưỡng nỗ lực tu của mình. Con đường tu của ngàn thánh ngày xưa tới hôm nay chưa hề có cái chuyện là chỉ đóng cửa chùa cố thủ lại để tu. Thế Tôn tại tiền cũng dẫn tăng đoàn để khất thực tiếp xúc Phật tử để gieo giống lành. Chúng ta cũng vậy. Không đi vào phố thị hoặc lâu lắm thì chúng ta có những khóa tu. Nhưng mà cái việc chính là cái trung tâm chúng ta, khi các thầy cô lớn ý thức rằng là mình có trách nhiệm gánh vác sự nghiệp của Như Lai chứ không phải sự nghiệp sư ông không, thì các vị biết dành thì giờ cá nhân của mình cho công trình nuôi dưỡng sự tu tập. Tu nó không phải chỉ xảy ra trong lúc các vị có mặt trong những giờ thiền tọa công phu, mà nó phải xảy ra suốt một ngày. Các vị làm thế nào an trú tâm sống được Phật pháp,
lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ngồi họp, thậm chí lúc vô restroom, lúc uống trà. Tất cả mọi thời khóa, các vị lợi dụng nó để các vị nuôi dưỡng mình. Và mình đừng nghĩ rằng là phải có điều kiện riêng như tôi. Tôi nhập thất 5 năm, 10 năm, tôi đóng cửa, tôi không tiếp ai mới là tu. Có khi tình trạng nó xảy ra thì ta lại thối lui cho ta không thể tiến được đâu nghe. Sự tiếp xúc của ta từng ngày đối với những sinh hoạt, cọ sát với đời sống cư sĩ là một, cọ sát với nhau là hai, đi vào sinh hoạt những khóa tu là ba. Điều thứ nhất, đây là cơ hội để ta vận dụng pháp tu của mình đi vào cái công trình vừa sống vừa độ sinh vừa tự nuôi dưỡng mình. Và ý chính của mình muốn nói lại nơi đây để cho một số các thầy cô lớn ý thức đó là tới một lúc nào đó các vị phải làm được việc, phải tự thông minh nuôi dưỡng mình từng phút giây một để làm cho nỗ lực của mình nó giàu, năng lực tu mình nó thâm hậu, lòng mình nó mênh mông và Phật Pháp mình nó càng ngày càng như đại hải, để không những là kế thừa sự nghiệp của sư ông giao lại, các vị còn có trách nhiệm lớn hơn là các vị kế thừa sự nghiệp của Phật giao lại. Mời. Xin lỗi đại chúng là mình có bệnh nó hơi dài nha. Nếu câu hỏi trả lời vài phút thì hỏi được nhiều, rồi này mình nói hơi dài dòng. Sometimes I want to read books by other Buddhist teachers, or sometimes I think about what it would be like to practice in another tradition. And I see that in our sangha, we don't, that's not really, we don't practice how to leave the sangha in general. We're often strongly encouraged to focus on as books, as teachings, exclusively. And I'm wondering when you feel it's appropriate to read other teachers. Sometimes in your talks you mentioned teachings from Ajahn Chah. And what your feeling is about, in general, this kind of philosophy that we have in our sangha of standing in the sangha and focusing so much on Thai's teachings. Nhờ có cái bài đô thầy mình đang hỏi, xin ý kiến từ ông là khi mà trong lúc mà đọc sách thì có những là có nên đọc sách từ các vị thầy khác hay không? À, bởi vì trong thân thân thì thường là chú trọng đọc sách và những pháp thoại của sư ông. Và trong cái bài giảng pháp thoại của ông thì có khi ông có đề cập tới ngày Ajahn Chah. À, thầy mình đang không muốn hỏi rằng là khi nào thì ông thấy phù hợp để mình có thể bắt đầu bắt đầu nó nên hay không, để nghe và học hỏi từ các vị thầy Phật pháp Phật giáo khác, thì giáo thọ của truyền thống khác. Có khi thì thầy cũng có cái suy nghĩ mà tự là đi thực tập ở bên ngoài những truyền thống khác. Thưa đại chúng, đây là câu hỏi. À, nó giúp cho rất là nhiều quý thầy cô ứng dụng trong cái công trình tu học nha. Điều đầu tiên đó là chúng ta nên suy nghĩ điều rằng mọi giáo pháp của Phật dạy nó đều dung thông về một điểm thôi. Ví dụ như lịch đại tổ sư, ví dụ như truyền thống nguyên thủy, ví dụ như các vị thiền sư từ truyền thống Đỗ Ngộ, đành rằng họ có khai triển rất là nhiều cái cách để chúng ta đi vô, như nhiều con đường để lên núi, nhưng mà đỉnh của nó là đỉnh núi thôi. Cái sự thành đạt cuối cùng của tất cả người tu chúng ta là làm thế nào để đạt đến cái chỗ càng tu bản ngã nó càng teo đi, càng nhỏ đi, đời sống nó càng hạnh phúc hơn, và lượng bao dung của tâm ta càng ngày càng lớn. Hai cái điều gần nhất là một là phát triển trí tuệ, hai là năng lực yêu thương.
Cho dù các vị theo mật thừa, theo tịnh tông, theo thiền Trung Hoa và theo thiền Nguyên Thủy, các vị ngồi thiền cả ngày hoặc các vị thiền hành cả ngày hoặc các vị du nhân du nhã đi chơi cả ngày không làm gì cả, thế nhưng mà đích đến của nó đó là các vị gột rửa tâm, các vị làm cho những lắng dịu nơi tâm có mặt, đừng có sao động, đừng bất an. Thế cho nên cái điều đầu tiên đó là chúng ta đến với một truyền thống tu, nó không đơn thuần là mình rớt vào một cái sự may rủi tình cờ, mà đó là duyên lành có khi của nhiều đời. Tại sao các vị không tu những truyền thống khác? Các vị là xuất gia với sư ông. Ngoài cái hiện tượng bình thường là hiện tượng xã hội, nó còn hiện tượng rất kỳ lạ, đó là hiện tượng của tâm thức nha. Cho nên mình đến với một vị thầy, ngưỡng mộ một pháp tu theo vị thầy. Cái điều nó làm thành định lực, làm thành chí nguyện, làm thành nỗ lực tu sung mãn, đó là các vị đừng có hướng ngoại vọng động, ngồi đây ngó chỗ kia. Giống như mình đứng ở đây, mình nhìn thấy cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Điều này đó là một loại phân tâm, không giúp gì được công trình tu học. Đây là lý thứ nhất. Là khi cái điều này xảy ra, tu thách đó, các vị chạy hết 30 truyền thống, 50 truyền thống trên hành tinh này, các vị không bao giờ có thể tiến bộ được. Điều thứ nhất, nói đến một cái tâm thức luôn sao động bất an. Điều thứ hai, truyền thống nào cũng dắt dẫn ta, đó là gột rửa tâm, làm cho tâm có định, có tuệ. Thế rồi ngay cơ bản là định tuệ không có thì đừng hòng phát triển được trong đời sống tu nghe. Cho nên gắn bó với một truyền thống tu, một pháp hành trì niệm hơi thở vào ra thôi. Người xưa chứng thanh quả A-la-hán chứ không phải là chứng thường đó. Cái chuyện bỏ buồn vui hờn giận, cái chuyện đó là chuyện dễ như ăn cơm, không nghĩa lý gì cả. Một pháp hành trì niệm hơi thở thôi. Các bậc thầy trong quá khứ thông tuệ như Ngài Xá Lợi Phất còn phải hành trì nghe. Cho nên mình đừng nghe các vị khai triển là phải niệm cẩm thọ, phải niệm pháp, niệm tâm gì mới chứng đạo, hoặc là phải có vị thầy tuyệt vời hơn, thiền sư nọ, thiền sư kia. Tâm thức vọng động như vậy thì nó tố cáo tâm thức bất an của ta. Cho nên các vị nên nhớ, hãy gắn bó với một pháp hành trì, từ niệm hơi thở đi vô là đã có khả năng thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm thánh trí. Điều thứ hai, quy chế Già Lam ngày xưa đó là trừ bậc trí tuệ hữu dư. Họ có quyền tham khảo những dòng kinh văn khác. Cái điều này nó là một loại văn bản dành cho rất chung chung ở cái mặt bằng tâm thức bình thường. Thế nhưng mà có những con người họ có một cái trình độ học thuật nhất định ở nhân gian là một, họ đã từng nghiên cứu các tôn giáo là hai, họ là người có một cái loại trí tuệ bén nhạy người bình thường là ba, thì chắc chắn rằng họ có khả năng có thể tham cứu những dòng văn học khác hoặc là những dòng tu khác. Thế nhưng quan trọng ở đây là họ có thể đọc 100 dòng tu khác biệt nhưng không hề quên đi cái nền tảng cơ sở họ là đang thực tập trong một trung tâm. Và nguyên tắc của các Già Lam là khi anh đang ở trung tâm này tu thì anh đừng có mơ màng đến hoặc đừng có thực tập những pháp môn của các truyền thống khác. Ngay như những trung tâm thiền của Quân Ca, đó là một cư sĩ mở ra khắp nhiều nơi trên hành tinh này. Thế nhưng mà khi người nào đến ở những trung tâm tu đó thì họ bắt buộc phải thực tập theo cách của Ngài Quân Ca nha. Anh không được quyền đem cái chuyện tụng niệm anh vô. Anh không được quyền đem cái pháp thiền tập anh vô. Thế thì các vị hình dung rằng là những trung tâm thiền người ta có cái quy chế nhất định, không phải là ràng buộc ta, mà đó là cái cách giúp cho chúng ta đạt đến sự thành công nhất định của một pháp hành trì. Trừ trí tuệ hữu dư là chi? Tức là mình muốn nói đến người có thể tham cứu rất là nhiều kinh sách. Đó là những cái thành phần rất vững vàng trong pháp hành trì. Họ đã gắn bó đời sống họ đối với pháp môn tu tập lâu đời. Họ cần có một cái trí thức nhất định
một cái tầm nhìn rất rộng để có thể trình bày dắt dẫn người sao thì họ có quyền tham cứu. Nhưng mà nếu chúng ta ở bước đầu năng lực tu mình còn ốm yếu, cái bản hoài tu mình nó còn mong manh, phiền não của mình nó còn lớn hơn năng lực tu, thế thì các vị đọc thêm những cái văn bản tưởng chừng như nó giúp mình có được cái tri thức rộng, nhưng mà kỳ thực nó là một loại làm cho những loại tạp độc vào tâm, là các vị khó gột rửa nghe. Các vị sẽ lung lai cái tâm bồ đề là một, sao lãng công phu tu tập là hai. Và tôi nhớ rằng là Ngài Bách Trượng Hoài Hải, tổ của dòng thiền, Ngài nói câu rằng ta mất 20 năm sống ở trong Già Lan để có thể điều chỉnh được cái tay cái chân cho nó đàng hoàng, đóng cái cửa cho nó phải phép, bước bước đi cho nó ổn định. Thì các vị hình dung rằng là một cái việc tập quy nghi thôi đã mất 20 năm mới làm thành nhân cách ông thầy tu nha. Mình mặc một pháp y, mình mang thân phận ở chùa 10 năm, 20 năm, đôi khi nên nhìn lại để có chút tàm quý. Mình đứng đi còn lập cập, mình nói năng còn lỗng cổng. Cái việc cản nhắc bên ngoài là như vậy. Làm sao các vị có thể nhìn được tâm mình nó thuần hòa, nó ổn định, nó an lạc, nó không có ác pháp. Và bao giờ mình tu từ sáng cho tới tối nhìn rằng tâm mình không có ác pháp, tức là không có một niệm sinh khởi đắng cay, căm ghét, giận dữ ai. Lòng nó tràn đầy ơn phước, tức là nó tràn đầy cái niềm hân hoan và tri ân mọi người. Thì các vị biết rằng là ta có quyền, có quyền không cần làm gì thêm cả, và có quyền không cần đọc kinh Phật. Còn lúc bây giờ thì các vị nên làm một việc là gắn bó đời mình với điều Phật dạy. Điều thứ ba nữa là nên đọc những văn bản kinh chính hay là đọc những văn bản giải thích. Thưa các vị, cùng một lúc các vị nên làm như vậy, làm hai điều cùng một lúc nghe. Điều thứ nhất là do vì kinh văn của Phật khá khô khan, mình chưa có gây cái chủng nhân lành, mình chưa thể đọc vào từng trang kinh ngọt như mía, tại vì rất là khô. Lời Phật dạy đơn thuần là pháp hành trì thôi, có gì lý thú đâu, cái chuyện là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thế nhưng mà nếu các vị đọc cái văn bản giải thích của sư ông bốn lĩnh vực quan niệm thì các vị thấy rằng là ồ, hơi thở nó diệu kỳ như vậy. Rồi các vị đọc cái quyển Phép Lạ Sự Tỉnh Thức, các vị sẽ cảm thấy cái niềm hưng phấn, cái sự đam mê đối với pháp hành trì. Do vậy cho nên đọc giải thích để có một niềm đam mê đối với kinh văn của Phật, rồi đọc kinh văn của Phật để làm quen với cái dòng văn học nguyên thủy chưa bị ai giải thích cả. Cho nên hai điều này cùng một lúc để nuôi dưỡng mình. Tóm lại là đời sống tu sĩ, thưa các vị, không có việc gì làm ngoài cái việc tu là một, đọc kinh Phật là hai. Hai việc thôi, không có việc khác. Dành thì giờ trọn vẹn đời tu làm hai việc thôi, chưa chắc đã làm xong nha. Không có thì giờ đâu để buồn, không có thì giờ để cô đơn, không có thì giờ để sống với ác pháp. Cái chuyện hơn thua nhau, thưa các vị, chị không đáng. Anh có giỏi anh hơn thua với cái chuyện tử sinh đi, cái chuyện chết nay sống mai là cái chuyện đáng sợ, anh giỏi anh hơn nó đi, anh đừng chết mới là quay. Chứ còn cái chuyện trần đời này, cái chuyện hơn nhau một câu nói, một tiếng cười, cái chuyện lặt vặt, thưa các vị, không đáng để cho người tu sĩ bận tâm đâu. Hãy dành trọn vẹn cái lực dụng của mình cho một việc, một, hết lòng với công phu tu tập. Hai, tay không rời kinh.